Với người có thu nhập 5 triệu đồng trên tháng, họ cần khoảng hơn 2 năm để tiết kiệm 125 triệu. Với người có thu nhập oách hơn 15 triệu trên tháng thì mất khoảng hơn 8 tháng. Thu nhập khủng hơn nữa, 30 triệu trên tháng thì chỉ cần hơn một quý là đủ. Giờ thì đến mấy ông vua của ngành, 60 triệu trên tháng thì cũng phải mất đến 2 tháng. Người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam hiện tại cũng mất 1 tháng để lĩnh gần 125 triệu. Nhưng với các nhà du hành thời gian, chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, anh ấy đã kiếm được số tiền nói trên một cách dễ dàng. Vâng, đó là những lời ca tụng mà cư dân mạng dành cho một thanh niên có khả năng xuyên không để thực hiện pha chốt lệnh đỉnh nhất lịch sử đỏ đen. Có lẽ anh em đều biết trận Super Sunday giữa Manchester City và Chelsea kết thúc với kịch bản sốc đến như thế nào rồi đấy. Dù đang có sự tự tin lớn khi đụng độ các đội Big Six ở mùa giải này, nhưng chẳng ai tin Chelsea có thể tự tin đôi công với Man City đến thế. Cứ bị Man City chọc thủng lưới là lập tức The Blues vùng lên để cân bằng tỷ số. Và khi trọng tài Anthony Taylor thổi còi kết thúc thì bảng tỷ số làm nhiều người choáng váng. 4-4. Tỷ số này không phải là chưa từng xuất hiện ở Premier League, nhưng trong một trận đấu đỉnh cao của hai câu lạc bộ Big Six thì đúng là quá hiếm. Có ai dám tin vào kết quả này trước trận đấu không? Chắc chắn là không rồi, dù là kẻ điên nhất. Thế mà đấng hào kiệt ẩn danh nào đó vừa tạo ra một sự kiện chấn động. Đó là chi ra số tiền đủ mua 5 bình xăng SH và đổi lại anh kiếm ngay một con SH150 sau khi trận đấu kết thúc. Cụ thể là đặt 5 LED và húp 125 củ. Cư dân mạng lập tức đề nghị trao vương miện của đế chế đỏ đen cho cao nhân này và mong anh đứng lên lãnh đạo quân hùng, tìm ra ánh sáng làm lại cuộc đời. Quả thật đáng sợ, này chắc phải lấy Sarigan, Renigan, Byakugan mới có thể là một quả đánh vị thần thánh tới vậy được. Chúng tôi xin chúc mừng thanh niên này vì đã có một pha gặt hái bằng người khác cày vài tháng, thậm chí là cả năm. Nhưng nói chung, chúng tôi khuyên anh em không nên đi theo con đường này để đổi đời. Khi tham gia cá độ, cá cược, não bộ sẽ sản sinh ra một loại chất truyền dẫn có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Chất này sẽ khiến cho người chơi khi thắng thì muốn chơi tiếp, khi thua thì muốn gỡ. Thời gian qua, Bộ Công an và Công an các địa phương đã triệt phá rất nhiều đường dây đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá. Đặc biệt, khi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân tránh xa trò đỏ đen này. Phân tích về vấn nạn này, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, nhận định bóng đá là môn thể thao vua. Vì vậy, trong khoảng thời gian thưởng thức những trận đấu, sẽ sinh ra nhu cầu dự đoán về diễn biến trên sân, kết quả chung cuộc giữa những người xem. Đây chính là chất kích thích để người xem đưa ra dự đoán, thách đấu nhau bằng tiền mặt. Từ đó tạo nên một hình thức đánh bạc là cá độ bóng đá. Thượng tá Hiếu phân tích. Theo vị chuyên gia, cá độ bóng đá bắt nguồn từ nước Anh, sau đó lan ra toàn cầu và trở thành vấn nạn nguy hiểm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều người đam mê cá độ chưa chắc đã dành tình yêu cho thể thao một cách thực sự, mà người ta coi việc này là một cách kiếm tiền. Ở nhiều quốc gia hiện nay, việc cá độ bóng đá đã được hợp pháp hóa. Còn tại Việt Nam, Nghị định 06/2017/NĐ-CP cũng mới cho thí điểm về việc đặt cược bóng đá quốc tế với các quy định khá chặt chẽ. Tuy nhiên, việc đặt cược bóng đá trái với nghị định này vẫn bị coi là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị pháp luật cấm. Thượng tá Đào Trung Hiếu nói. Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu thông tin, có khoảng 90% người chơi cá độ bóng đá thua độ. Giải thích về con số này, ông Hiếu phân tích về hai góc độ. Một là, tại Việt Nam, ông Hiếu nhận định kiến thức, trình độ hiểu biết về bóng đá của số đông còn hạn chế. Nhiều người đặt kèo theo cảm tính, trông chờ vào vận may, chứ không thực sự phân tích về thế mạnh, yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội để có thể dự đoán chính xác nhất. Hai là, khi tham gia cá độ, cá cược, não bộ sẽ sản sinh ra một chất dẫn truyền có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Theo vị thượng tá, chất này sẽ làm người chơi khi thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa để thu bội tiền. Còn khi thua thì lâm vào bối rối, cay cú, hoảng loạn, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất. Chuyên gia tội phạm học cho biết, khi người chơi mất kiểm soát về tâm lý, thiếu bình tĩnh, sáng suốt, hậu quả sẽ là trắng tay. Khi chơi cá độ bóng đá thua, phần lớn người chơi đều có cảm giác cay cú, khó chịu và muốn chơi tiếp nhằm gỡ gạc tiền cá độ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Jamin Su và Nijen Harvey, chơi cá độ khi đang thua sẽ càng dễ thua. Theo đó, hai chuyên gia quan sát, thống kê các chuỗi thắng thua 6 lần liên tiếp trong 565.951 vụ cá độ bóng đá và đua ngựa trên mạng. Tỷ lệ chiến thắng trong lần đầu tiên đặt cược thường là 48%. Đối với những chuỗi thua độ liên tục, tỷ lệ này giảm dần cho các lần cược tiếp theo, xuống 47%, 45% và thậm chí thấp hơn. Ngược lại, nếu lần đầu tiên thắng, tỷ lệ thắng sẽ tăng liên tục, lần thứ 6 có thể cao lên tới 75%. Hai chuyên gia lý giải rằng, khi thắng, người chơi có suy tính kỹ hơn, vì vậy khả năng thắng sẽ càng tăng.
Trong khi đó, người thua có xu hướng mạo hiểm, liều lĩnh nên dễ gặp rủi ro và thất bại hơn. Về phía nhà cái, ông Hiếu cho biết họ sẽ luôn thắng. Cụ thể, vị tướng công an phân tích, bản chất nhà cái là thu tiền dịch vụ. Bên cạnh đó, khi đưa ra kèo, nhà cái có một đội ngũ chuyên gia để phân tích và đưa ra các loại kèo rất sát với thực tế. Chưa kể khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa thì một số nhà cái có các chiêu như điều chỉnh tỷ lệ cá cược theo thời gian thực, thậm chí tệ hơn còn thao túng dàn xếp tỷ số. Ông Hiếu cho hay, thậm chí ngay cả khi có kiến thức và am hiểu món này như chuyên gia thì bạn vẫn chết như ngả dạ. Thông thường, khi nắm chắc kiến thức ở một lĩnh vực nhất định, ta sẽ dễ dàng có được thành công trong lĩnh vực ấy. Song điều trái ngược lại xảy ra với cá độ bóng đá. Nói một cách đơn giản, người càng am hiểu tường tận về bóng đá càng dễ thua cá độ. Điều này được chứng minh qua khảo sát của hai giáo sư người Israel, Danone và Ronan Huberfield. Họ lựa chọn ra 3 đối tượng. Nhóm 1 gồm 53 người cá độ chuyên nghiệp. Nhóm 2 gồm 34 người hâm mộ bóng đá rất có kiến thức thể thao nhưng chưa từng đánh bạc. Nhóm thứ 3 gồm 78 người không bao giờ đánh bạc và cũng chẳng có kiến thức thể thao hay bóng đá chút nào. Tất cả phải đặt cược cho kết quả của các trận đấu vòng 16 đội Champions League 2012-2013. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Nhóm am hiểu bóng đá có tỷ lệ thắng cược không cao hơn hai nhóm còn lại. Thậm chí, hai người thắng cược lớn nhất trong khảo sát trên đến từ nhóm không hiểu gì về bóng đá và cờ bạc. Ngược lại, cờ bạc đãi kẻ khù khờ. Cá độ bóng đá có lẽ chỉ dành cho những ai không biết gì về môn này. Lý giải cho điều này, hai chuyên gia trên cho rằng trong cá độ bóng đá, người chơi am hiểu môn thể thao vua thường tin rằng mình đoán đúng. Nhưng thực tế điều này lại tạo cho họ ảo tưởng, vì vậy còn dễ thua cá độ hơn. Đưa ra lời khuyên, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh, có tới hơn 90% người chơi thua độ. Vì vậy những người đang và đã tham gia cá độ nên suy xét những thứ được mất khi đặt cược vào trái bóng tròn. Qua nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, chúng tôi đã từng khám phá những vụ cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật có liên quan đến cá độ bóng đá. Cá độ bóng đá đã và đang đem đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Chuyên gia tội phạm học chia sẻ.